Ông Nawaz nói Hoa hậu Thùy Tiên thiếu chín chắn khi gỡ danh hiệu. Hành động gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International 2021 của Thùy Tiên trên trang cá nhân khiến Nawaz tức giận. Ông nói có nhiều vấn đề trong chuyện này. Hai ngày qua, thông tin Hoa hậu Thùy Tiên bị ông Nawaz Isarizizo, chủ tịch Miss Grand International, hủy theo dõi trên Instagram gây xôn xao cộng đồng mạng. Khi người hâm mộ thắc mắc nguyên nhân, trưa ngày 11 tháng 7, Nawaz trả lời do Thùy Tiên thiếu chín chắn. Ông nói rõ hơn, sự thiếu chín chắn bắt nguồn từ việc xóa bỏ danh hiệu trên trang cá nhân. Ngoài ra, ông còn cho rằng khi gỡ danh hiệu, thật sự xảy ra rất nhiều vấn đề. Chia sẻ của ông gây tranh luận trái chiều. Có người chỉ trích Nawaz không công bằng vì hủy theo dõi Thùy Tiên, trong khi cô không phải Miss Grand International đầu tiên tháo danh hiệu khỏi tài khoản cá nhân sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Nhiều người cho rằng trên cương vị người đứng đầu cuộc thi sắc đẹp nằm trong Big 6, ông Nawaz nên trao đổi riêng tư với Hoa hậu Thùy Tiên thay vì hủy theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người hâm mộ Thái Lan lại bênh vực Nawaz khi nghĩ rằng giữa chủ tịch Miss Grand và Hoa hậu Thùy Tiên đã xảy ra vấn đề lớn, khó giải quyết, nên trong lúc thiếu bình tĩnh ông Nawaz mới hành xử như vậy. Trước đó, ngày 30 tháng 6, người hâm mộ phát hiện chủ tịch Miss Grand International hủy theo dõi Thùy Tiên. Sau khi Hoa hậu người Việt Nam gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International 2021 khỏi trang cá nhân với hơn 2,3 triệu người theo dõi. Đến chiều cùng ngày, Thùy Tiên khôi phục lại dòng giới thiệu nói trên. Trao đổi với Tri Thức Trực Tuyến, đại diện Thùy Tiên cho biết mối quan hệ giữa Hoa hậu và ông Nawaz bình thường. Tuy nhiên, phía Thùy Tiên từ chối chia sẻ thêm về sự việc. Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand Việt Nam 2021 ở Thái Lan và kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 25 tháng 10 năm 2022. Trong quá trình đương nhiệm, cô thường xuyên được ông Nawaz và bà Teresa Chavisu, phó chủ tịch Miss Grand International, khen ngợi chăm chỉ, tích cực làm việc.